Tới đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm nay, chúng em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn thiếu niên nhi đồng trong bản xã để chào mừng đại hội. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Quảng Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Chúng em xin gửi đến đại hội những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công rực rỡ. Kính thưa đại hội, trong giờ phút long trọng này, chúng cháu xin được thành kính tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu, người đã cùng Đảng sáng lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và để lại muôn vàn tình yêu thương cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Kính thưa đại hội, trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự dìu dắt của các anh chị hội viên thanh niên đã giúp chúng em hiểu và tự hào về truyền thống vẻ vang oanh liệt của lớp lớp anh chị thanh niên đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, để hôm nay chúng em được sống trong hòa bình và hạnh phúc, được học hành và phát triển, được vinh dự và tự hào gắn trên mình phù hiệu Măng Non, đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Qua hoạt động của đội, chúng em được học tập, vui chơi, giải trí và phát huy tài năng năng khiếu của mình, giúp chúng em hoàn thiện hơn về tâm trí thể lý. Chúng em được biết đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Quảng Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, khát vọng, phát triển. Chúng em rất vinh dự và tự hào khi thấy các anh chị hội viên thanh niên đặt lên vai mình những nhiệm vụ lớn lao và đề ra nhiều nội dung chương trình công tác thể hiện vị trí vai trò của hội trong phong trào hoạt động của thiếu nhi. Chúng em chúc anh chị hội viên thanh niên trong toàn xã phát huy sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029. Chúng em mong rằng ngày càng nhận được nhiều hơn nữa sự dìu dắt của các anh chị. Chúng em xin hứa sẽ ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Ra sức thi đua trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, có phần xây dựng đội không ngừng lớn mạnh. Để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình đến với đại hội hôm nay, chúng em có những bó hoa tươi thắm nhất xin được kính tặng đại hội. Xin trân trọng kính mời đại diện đoàn chủ tịch lên nhận hoa. Của đoàn thiếu nhi hôm nay, chúng em xin gửi tới đại hội màn hát múa với các tác phẩm ca ngợi Tổ quốc, sáng tác Hoàng Vân. Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên, sáng tác Hoàng Vân. Thanh niên Việt Nam tiến bước, sáng tác Nguyễn Văn Luân. Xin kính mời đại hội cùng lắng nghe.